Vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì vừa qua đó, quý vị chúng ta được xem những cái hình ảnh, một đoạn video ngắn liên quan đến về phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Công an quận 7, họ đang phối hợp để mà khám xét nhà của cái cô nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này. Bên cạnh đó đó thì thu một số những cái thùng tài liệu, những gọi là cái tang chứng, vật chứng liên quan đến cái hành vi phạm tội của cái cô Đặng Thị Hàn Ni này, thưa quý vị. Theo cái thông tin đó thì sáng ngày 25 tháng 2 thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 7 thực hiện lệnh khám xét nơi ở của nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. Nhà báo Đặng Thị Hàn Ni bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam vì tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân theo điều 331 Bộ luật hình sự 2015 vào tối ngày 24 tháng 2. Theo ghi nhận của phóng viên thì từ chiều tối ngày 25 tháng 2 đó, nhiều cảnh sát mặc sắc phục và thường phục bảo vệ xung quanh của nhà bà Hàn Ni ở phường Tân Thượng Đông, quận 7. Cho đến sáng nay thì cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh khám xét nhà. Cửa nhà của bà Hàn Ni đóng kín, người dân không phận sự không được phép đến gần. Một số người dân tìm đến nhà Hàn Ni nhưng được cảnh sát mời đi nơi khác, thưa quý vị. Trước đó thì cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã mời bà Hàn Ni làm việc liên quan đến nội dung đơn tố giác của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Bà Hằng đã từng gửi đơn kiện đến nhiều nơi như là Công an tỉnh Bình Dương, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tố cáo bà Hàn Ni xúc phạm vu khống cá nhân của bà Nguyễn Phương Hằng. Theo đơn tố cáo thì bà Hằng yêu cầu bà Hàn Ni thu hồi, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh mà không được sự đồng ý, đồng thời phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật, thưa quý vị. Như vậy là lúc sáng ngày hôm nay thì lực lượng phía cơ quan chức năng của thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an quận 7 cũng đã thực hiện cái lệnh khám xét nhà đối với cái nhân vật Đặng Thị Hàn Ni này theo đúng theo những cái quy trình tố tụng. Thì cũng đã thu giữ được một số những cái thùng tài liệu cũng như là những cái vật chứng khác liên quan đến vụ án. Như vậy thì chúng ta có thể thấy đó, khi mà thu giữ một số những cái vật dụng nè, rồi bên cạnh đó là cái thùng tài liệu, cho chúng ta thấy là cái sự việc của cô nhà báo Đặng Thị Hàn Ni này thì phía cơ quan chức năng đang thực hiện và đang những cái tiến trình để mà điều tra xác minh thêm. Chúng ta được biết là liên quan đến cái tội danh 331 của CEO Nguyễn Phương Hằng ngày hôm qua, bên cạnh cái sự việc bắt tạm giam Hàn Ni thì cũng gọi là khởi tố bắt tạm giam tiến sĩ luật Đặng Anh Quân. Nhưng mà trên một số những cái thông tin báo chí cũng đăng tải đó thì rõ ràng là vai trò của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân liên quan đến cái vấn đề gọi là đồng phạm với cái câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng. Như vậy thì một câu hỏi đặt ra trong cái sự việc này đó chính là Hàn Ni liệu có đồng phạm hay không, có đồng phạm tiếp tay, những ai là người đã tiếp tay cho Hàn Ni trong cái tội danh gọi là 331 này hay không, thưa cô chú anh chị. Tiến sĩ Quân rồi những trợ lý của CEO Nguyễn Phương Hằng, những trợ lý thì là những người thực hiện giúp cho CEO Nguyễn Phương Hằng tổ chức những cái buổi livestream vân vân. Như vậy thì Hàn Ni khi mà livestream, khi mà thực hiện hành vi phạm tội thì liệu rằng có ai đưa thông tin, bên cạnh đó là qua những cái tài liệu rồi cho đến là những cái chứng cứ Hàn Ni đã lấy ở đâu ra để mà xúc phạm, vu khống, nhục mạ, tấn công vào những cái quỹ hàng hữu của CEO Nguyễn Phương Hằng, những tài liệu đó thì Hàn Ni lấy ở đâu, hoặc là có người nào đã đưa cho Hàn Ni hay là không, trong cái vấn đề gọi là liên quan đến cái câu chuyện gọi là có đồng phạm hay không trong cái vụ án 331 này của gọi là cô Đặng Thị Hàn Ni, thưa cô chú anh chị. Thì chúng ta có thể thấy là qua những cái drama, đặc biệt là cái thời điểm mà cô Hàn Ni này, cô ấy lên trên mạng xã hội để mà xúc phạm, vu khống, tấn công vào những cái quỹ từ thiện của CEO Nguyễn Phương Hằng, thì bên cạnh đó đó thì những cái nhân vật được mời lên livestream, thậm chí là đến nhà cái cô này livestream, chúng ta có thể thấy như vậy. Bởi vì trong câu chuyện của CEO Nguyễn Phương Hằng đó thì họ làm đơn kiến nghị là khởi tố những cái vai trò của khách mời và những người livestream chung vân vân. Như vậy rồi trong câu chuyện ngày hôm nay của Hàn Ni thì sao? Hàn Ni có gọi là khách mời đến livestream hay không? Có nha cô chú anh chị.
à, và có những người đưa những cái thông tin tài liệu cho Hằng đi là không à, Thanh Nguyên nghĩ rằng cũng sẽ làm rõ về cái vấn đề này, và chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi một số các nhân vật tiếp theo. Đây cũng chỉ là một trong những cái cơn sóng đầu tiên, cơn sóng đầu tiên trong một trong những cái tín hiệu tích cực nhất à, trong cái sự việc mà Xô Nguyễn Phương Hằng đã làm, đã tố giác trước khi mình bị bắt tạm giam, thưa cô chú anh chị à, một tín hiệu, một cơn sóng đầu tiên. Những cái nhân vật như là cô Thủ Kho nè, cô Lan Trạ nè, rồi Văn Văn, Phan Phong, Trần Văn Sĩ các kiểu à, các nhân vật này hiện tại đó, tại sao không thấy có cái nhân vật nào để mà lên tiếc thương hay là khóc mướn, rồi cho đến là phân tích về cái sự việc của cái cô Hằng đi này. Bên cạnh đó là tại sao không bênh vực đi. Ngày hôm nay thì cái cô nhà báo Đặng Thị Hằng Ni này đã quay vào cái ô gọi là bốc lịch rồi à, bên cạnh đó sẽ được đoàn tụ với anh gọi là Tan Thành Cức à, Tất Thành Can của gọi là cô Hằng Ni à, nhưng mà cái lời mà trước đây sư ông Nguyễn Phương Hằng đã chia sẻ nha cô chú anh chị, thì vào cái thời điểm hiện tại đó, với cái thông tin gọi là xét nhà thu giữ được một số những cái vật dụng bằng chứng, thì đây là một cái thông tin mà Thanh Nguyên đánh giá rằng những nhân vật đó ngày hôm nay, ngày trước kia đó đã từng có đưa thông tin nè, liên quan nè, như là Nam Râu nè, Thủ Kho nè, Lan Trạ nè, Trần Văn Sĩ nè, thậm chí là Phan Phong hay Lê Minh, Văn Văn, rất nhiều các nhân vật đã từng gọi là tấn công vào quỹ từ thiện An Hữu nha à, cũng như là các nhân vật mà sư Nguyễn Phương Hằng đã từng gửi đơn tố cáo rất nhiều người. À, cũng là những cái nhân vật mà đã từng tấn công vào các quỹ từ thiện này, thì ngày hôm nay chắc hẳn rằng đang gọi là phập phòng lo sợ hết rồi à, cơn sóng đầu tiên đã đổ bộ về thành phố Hồ Chí Minh rất là nóng nha cô chú anh chị à, trước tiên đó thì sẽ là cô Hằng Ni này à, sau đó thì chúng ta cũng sẽ cùng chờ đợi một số các nhân vật tiếp theo có đồng phạm hay không liên quan đến câu chuyện gọi là cô nhà báo này. Thưa quý vị, rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng đó, cái khả năng đồng phạm đó, có đồng phạm trong cái sự việc này cũng khá là cao nha à, thì các nhân vật họ đã từng chia sẻ thông tin luồng lách, chia sẻ bài viết, rồi lên những cái bài ca tụng, thậm chí ăn mừng, nhảy múa, ca tụng cái cô Hằng Ni là như là một trong những cái gọi là bông hồng thép thời đương đại, các kiểu cũng đà điểu nha cô chú anh chị à, thì ngày hôm nay không thấy một cái bóng của một cái nhân vật nào để mà lên chia sẻ hoặc là khóc thương cho Hằng Ni cả. Thưa quý vị, một con người chúng ta có thể thấy là mặc dù đã được ăn học trí thức, công tác trong một cái tờ báo cực kỳ lớn, nhưng mà nếu mà so sánh với sư Phương Hằng thì đây là một trong những cái sự so sánh vô cùng khập khiễng. Bà ấy đã giúp đỡ cho xã hội, giúp đỡ cho cộng đồng rất nhiều. Thử hỏi Hằng Ni đã giúp được gì cho xã hội, đã giúp được gì cho cộng đồng với những cái gọi là cái tri thức của mình, cái cách ăn học của mình thậm chí bên cạnh đó, thưa quý vị, thì Thanh Nguyên cũng nghĩ rằng về phía cơ quan chức năng họ cũng sẽ làm rõ cái câu chuyện có đồng phạm hay không, cũng như là một số những cái sự việc mà CEO Nguyễn Hằng đã tố cáo về cái vấn đề mà gọi là tống tiền doanh nghiệp có hay không cái sự việc này, thì ngày hôm nay chắc hẳn rằng cũng sẽ được làm rõ trong cái câu chuyện gọi là 331 đối với cái cô nhà báo này. Thưa cô chú anh chị, Thanh Trần, Lan Trạ, Trần Văn Sĩ, Phan Phong, Văn Văn ngày hôm nay đâu mất tiêu hết trơn, không thấy một cái bóng dáng nào lên livestream hay là chia sẻ cái thông tin tiếc thương vì gì cho cái nhân vật nhà báo Hằng Ni này hết. Thưa cô chú anh chị, thì cũng sẽ chờ đợi những cái thông tin kế tiếp theo, những cái đợt sóng tiếp theo sẽ đổ bộ về tới khu vực nào đây. Thanh Nguyên cũng sẽ liên tục cập nhật những cái thông tin mới nhất gửi đến cho tất cả các chú anh chị. Rất mong rằng quý vị khi mà xem video thì cho em xin một like, một đăng ký, một chia sẻ giúp kênh có thể phát triển hơn. Em sẽ liên tục cập nhật những cái nguồn thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này gửi đến cho tất cả các chú anh chị. Xin cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại tất cả quý vị, tất cả các chú anh chị trong những cái thông tin mới tiếp theo. Xin chào. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến tất cả cô chú anh chị hai sản phẩm là một trong những đặc sản của vùng quê hương Bạc Liêu cũng như là Cà Mau. Trước tiên đó chính là trà bông tôm 100% được làm từ con tôm đất
thiên nhiên chứ không phải là tôm nuôi nha cô chú anh chị. Thì chúng ta được biết là chà bông đó thì chúng ta ăn cùng kèm với xôi nè, với cháo trắng nè, hoặc là với cơm thì cực kỳ ngon. Thì bảo đảm cho cô chú anh chị đây là 100% được làm từ con tôm đất thiên nhiên. Và một keo em đang cầm trên tay đó thưa quý vị là nửa ký. Nửa ký là 800.000, một ký là 1.600.000 nha. Còn đây là một trong những cái sản phẩm mà em đã bán được rất nhiều, đó chính là mật ong rừng nguyên chất 100% thiên nhiên, được lấy từ rừng tràm U Minh Cà Mau nha quý vị. Một chai em đang cầm là nửa lít. Nửa lít là 750.000, một lít là 1.500.000, miễn phí ship toàn quốc cho tất cả quý vị khán giả. Thì những sản phẩm bên em á, kèm hai sản phẩm này thì hoàn toàn là miễn phí ship toàn quốc. Còn quý vị khán giả, cô chú anh chị nào ở bên phía nước ngoài thì cái phần phí ship thì quý vị khán giả khi mà mua đó thì sẽ phải chịu nếu như quý vị ở nước ngoài. Rất mong cô chú anh chị đó hãy ủng hộ cho những cái sản phẩm của bên em, mật ong rừng nguyên chất cũng như là trà bông tôm. Xin cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.